Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, trên mạng xã hội nhiều người đã bàn tán về bức thư của một nick được cho là của một giáo dân với lấy tên là Chuyện Ao Làng. Trong bài chia sẻ với một lá thư được cho là gửi cho Đức cha Chánh Giáo Phận Vinh, Đức cha An Phong, Nguyễn Hữu Long. Trong bức thư nói rằng: "Chào cả nhà hôm nay, con xin phép cả nhà cho con được gửi lời tới Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long là giám mục giáo phận Vinh đôi lời tâm tình. Kính thưa Đức cha, con là một nick ảo, phải con lấy tên nick là Chuyện Ao Làng. Kim chỉ nam của trang Face Chuyện Ao Làng là nói lên tiếng nói của sự thật, lên tiếng trước những bất công và bảo vệ những tâm hồn bị tổn thương vì các vị đại diện cho giáo hội làm sai giáo luật. Và hơn thế nữa là làm trái với đức yêu thương mà thầy Chí Thánh Giêsu đã dạy. Chính vì lẽ đó, con đã chọn Thánh Gioan Tiền Hô làm quan thầy cho đường hướng này, sẵn sàng nói lên sự thật, dù rằng lời nói đó con có thể bị chạm giống như thánh nhân. Gioan Tiền Hô của con vẫn chấp nhận. Thưa Đức cha An Phong, con là người đã từng gặp và tiếp xúc với Đức cha từ rất lâu rồi. Có thể Đức cha không nhớ con, nhưng con vẫn còn rất nhớ Đức cha. Con đã gặp Đức cha cách đây 16 năm về trước. Lúc ấy, Đức cha vẫn chưa lên hàng ngũ giám mục, đang là cha giáo sư của trường Đại chủng viện. Tiếp xúc với Đức cha, con cảm thấy cha rất thân thiện, dễ gần và khiêm nhường. Tuy nhiên, bên cạnh đó, con cũng thấy được Đức cha khá nhạy cảm. Từ nhạy cảm đây, con xin được để trong ngoặc kép. Theo con thiền nghĩ, chắc là Đức cha đã từng trải nghiệm rất sâu đậm với vụ cải cách ruộng đất." Kính thưa Đức cha, kể từ khi Đức cha về làm giám mục giáo phận Vinh, chúng con trải qua 4 năm, nghe nhìn ngẫm nghĩ, con thấy Đức cha vẫn chưa hiểu rõ người Vinh chúng con, và cha vẫn chưa hiểu rõ về mọi sự nơi đây. Chắc hẳn cha còn nhớ Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Ngài là người uyên bác về tri thức, là giáo sư hàng đầu chuyên giảng dạy các trường đại học và chủng viện nổi tiếng trên thế giới. Ấy thế, nhưng khi mới về làm giám mục giáo phận Vinh, Đức cha Phaolô cũng đã bị mọi sự ở bên ngoài dẫn dắt theo hướng họ mong muốn. Sự việc ở giáo xứ Mỹ Yên và vụ việc ở giáo xứ Đông Yên là hai vố đau khiến cho Đức cha Phaolô đã phải nhìn lại. Ngài đã nhớ lại lời Chúa Giêsu phán trong Tin Mừng Thánh Sử Luca. Chương 16 câu 1 đến câu 8: "Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng." Kính thưa Đức cha, nói về vụ việc của cha Nam, con thấy Đức cha làm chưa đúng giáo luật. Tại vì sao con nói Đức cha chưa làm đúng giáo luật? Vụ việc cha treo chén cha Nam bằng miệng vào ngày 31 tháng 12 năm 2001 là việc không đúng giáo luật. Vụ việc cha chuyển hồ sơ sang tòa thánh đến bộ phụng sự và kỷ luật bí tích để loại cha Nam ra khỏi hàng giáo sĩ cũng sai giáo luật về trình tự tiến hành thủ tục thượng tiến. Con xin phép diễn giải theo lối hiểu biết bình dân của con. Vụ việc cha treo chén bằng miệng với cha Nam vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 là sai giáo luật. Tại vì con không tìm thấy câu nào, khoản nào, triệt nào, chương nào trong sách Bộ Giáo luật 1983 nói về sự việc treo chén hay huyền chức đối với linh mục lại phán bằng miệng, chưa thông qua bất kỳ tòa án xét xử nào tại giáo hội địa phương như là giáo phận, giáo tỉnh hay liên giáo phận. Vụ việc cha chuyển hồ sơ sang tòa thánh đến bộ phụng tự và kỷ luật bí tích để loại cha Nam ra khỏi hàng giáo sĩ cũng sai giáo luật về trình tự tiến hành thủ tục thượng tiến. Theo con được biết, theo Bộ Giáo luật 1983, quy định tại Điều 1419, triệt 1, trong mỗi giáo phận và cho mọi vụ kiện không bị luật minh nhiên loại trừ, thẩm phán của tòa án cấp 1 là giám mục giáo phận, ngài có thể đích thân hay nhờ người khác thi hành quyền xét xử theo các điều khoản sau đây. Điều 1420 triệt 1, bất cứ giám mục giáo phận nào cũng buộc phải đặt một vị đại diện tư pháp hay ủy viên tài phán có thường quyền xét xử, vì này phải khác với tổng đại diện, ngoại trừ trường hợp giáo phận nhỏ hẹp hay số vụ án quá ít khuyên nên làm cách khác. Triệt 2,
vị đại diện tư pháp thiết lập một tòa án duy nhất cùng với giám mục nhưng không được xét xử những vụ án mà giám mục dành riêng cho mình. Thay vì thiết lập các tòa án giáo phận theo các điều 1419, 1421, nhiều giám mục giáo phận với sự chuẩn y của tông tòa có thể đồng ý với nhau để thiết lập một tòa án cấp một duy nhất cho giáo phận của mình. Trong trường hợp này, tập thể các giám mục ấy hay một giám mục được các ngài chỉ định có mọi quyền mà mỗi giám mục giáo phận có đối với tòa án của mình. Hiểu nôm na là theo giáo luật, mỗi giáo phận đều có tòa án riêng của mình hoặc với sự chuẩn y của tòa thánh để thành lập một tòa án cấp một duy nhất cho các giáo phận. Theo như con biết, giáo phận Vinh cũng có tòa án có thẩm phán, công tố viên, đại diện tư pháp, thành viên hội thẩm và dự thẩm, phúc trình viên. Theo tiến trình của giáo luật, Đức Cha nếu xét theo lý thì phải thông qua phiên tòa cấp 1 tại giáo phận. Ở đó có bị cáo là cha Nam. Cha Nam được phép có một luật sư để biện hộ, chiếu theo giáo luật khi tòa án xét xử nếu không có bằng chứng cụ thể. Theo như cáo trạng của công tố viên thì mặc nhiên mọi sự đều vô ích vì không thành tội. Ngược lại, tòa có chứng cứ và cha Nam cùng luật sư không phản biện lại được, nhưng cha Nam lại không phục và muốn kháng lại bản án thì phải kháng lên tòa án cấp 2, tòa án giáo tỉnh với thẩm phán là Đức Tổng Giám mục của giáo tỉnh. Ta hiểu nôm na ở đây là Đức Tổng Giám mục giáo tỉnh miền Bắc, sau đó mới sang đến bộ kỷ luật tòa thánh. Trình tự và điều tra rất lâu và rườm rà chứ không phải đơn giản. Ở đây, vụ việc của cha Nam theo con, Đức Cha đã xử lý vượt cấp và điều ngạc nhiên đối với con là chưa có một phiên tòa nào để xét xử cha Nam cả. Phải có phiên tòa, có chứng cứ phạm tội, tội gì, rồi mới thành hồ sơ xin xử lý cha Nam được chứ ạ. À? Xin nhắc lại là con chưa thấy có một phiên tòa nào tại giáo phận hay giáo tỉnh cấp 1 và cấp 2 để xét xử cha Nam. Ý thứ ba, ý quan trọng nhất, luật sinh ra là vì con người, chứ không phải con người vì luật. Mọi điều giáo luật sinh ra mục đích chính yếu là để cứu rỗi các linh hồn, và đó là điều tối thượng nhất như điều 1752 đã viết. Việc cứu rỗi các linh hồn là luật tối thượng cần phải giữ trong giáo hội. Salus animarum in ecclesia suprema clex assis debet. Và để cứu rỗi các linh hồn, cách chọn hảo nhất chỉ có thể là giới luật yêu thương và tha thứ cho nhau mà thôi. Tắt một lời, luật là để cứu sống, luật là để chữa lành theo kim chỉ nam của giáo hội. Con yếu đuối mộng mấy như là bình sành.
bình sành xe vỡ chua. Con đâu xin hồng ân, đâu dám tự cao vinh. Chúa biết con thấp hèn, mà sao con được Ngài yêu. Đời con xin thuộc về Chúa, nay trong trái tim chỉ riêng con có là chi, mà sao Chúa gọi con đi, đi làm chứng nhân của Chúa. Ôi thân con yếu đuối mọc mấy, như là bình sành, như là bình sành sẽ vỡ chua. Nhân đức gì đâu mà Chúa đã thương đoái nhiều, dù con thân phận bụi cho, Ngài nâng lên hàng tử tế. Ôi giây phút thiêng mãi ghi trong lòng. Đời con đâu có là gì, phàm nhân con có là chi, mà sao Chúa gọi con đi, đi làm chứng nhân của Chúa. Ôi thân con yêu